Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đoạn thơ số 3 nhé. 3 nhỏ này, đoạn 3. Vậy đoạn 3, nội dung của đoạn 3 là gì? À, vẫn là qua nỗi nhớ. Và nỗi nhớ này khắc họa điều gì nhỉ? À, khắc họa được bức chân dung của người lính Tây Tiến. Bức chân dung nhé. Hay chúng ta có thể dùng những từ ngữ nó bóng bẩy hơn. Đó là bức tượng đài cũng được. Bức tượng đài bi tráng về người lính vô danh, về người lính Tây Tiến. À, có nhiều người thì sẽ hơi cầu kỳ và hơi kỹ tính, nói rằng là bức chân dung thì hợp lý, nếu mà đặt là bức tượng đài thì nó hơi quá, bởi vì tượng đài nó kỳ vĩ quá. Tuy nhiên ở đây thì theo thầy nghĩ rằng là như thế này này, ở môn văn nó khác với các môn khác, đó là các em có quyền trong quá trình chúng ta cảm nhận và sáng tạo, chúng ta có quyền đưa ra những cái từ ngữ, đưa ra những cách lý giải, đưa ra những cách phân tích, không sao cả. Quan trọng đó là chúng ta hiểu, chúng ta nói. Vậy thì nghiễm nhiên chúng ta dùng chữ chân dung cũng được và chúng ta dùng cái bức tượng đài cũng được. Một người bình thường thì coi đó là một bức chân dung, nhưng với những người yêu, trân trọng và thực sự cảm phục trong cách miêu tả này của tác giả thì chúng ta thấy đây là một bức tượng đài. Em hiểu chưa nhỉ? Vậy ở đây thì đang nói cái vấn đề là chúng ta có quyền lý giải, có quyền đưa ra, có quyền phân tích. À, vì sao ở đây chúng ta có thể coi nó là một bức chân dung hay một bức tượng đài? Thì đây là một trong những thi phẩm vô cùng tiêu biểu, khắc họa vẻ đẹp người lính trong những năm kháng chiến chống Pháp, cụ thể là người lính trong những thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến này. Có rất nhiều các bài thơ đã khắc họa người lính trong kháng chiến chống Pháp. Chúng ta học thơ của nhà thơ Tố Hữu rất là nhiều. Ngay như bài thơ Việt Bắc cũng là hình tượng về người lính đúng không? Trong năm kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, hiếm có một đoạn thơ nào chỉ với 2, 4, 6, 8 câu thơ thôi mà vẻ đẹp người lính lại được khắc họa một cách đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất. Chính vì vậy mà người ta sẽ tập trung chỉ trong 8 câu này thôi, chỉ trong đoạn thơ số 3 này thôi ạ, đặt tên được rằng đó chính là một bức chân dung, hay có thể hiểu là một bức tượng đài được tạc bằng thơ về vẻ đẹp của người lính Tây Tiến nói riêng. Và chúng ta có thể hiểu đây chính là vẻ đẹp của những người lính trong những năm đánh Pháp nói chung. Rồi, trong 8 câu thơ này chúng ta lại đọc và chúng ta chia tách nhé. À, chúng ta chia tách cho thầy từng từng cặp câu thế này. Vì sao chúng ta chia tách như vậy thì ok, vì có lý do. Lý do ở đây rất đơn giản. Câu 1, 2, câu 3, 4, câu 5, 6 và câu 7, 8. Chúng ta sẽ phải đặt tên được vì sao chúng ta chia tách như vậy. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách chia tách lý do nhé. Thì câu 1, 2 á, nó khắc họa được vẻ đẹp cái gì nhỉ? À, vẻ đẹp bên ngoài. Cái diện mạo bên ngoài của những người lính Tây Tiến. Đây là diện mạo nhé. Bên ngoài này, cụ thể đây là cái diện mạo. Ở nhà Nobi, à, có lẽ là dần dần thì thầy sẽ giảng đến bài Sông Đà và Sông Hương sau nhé. Rồi, câu 3, 4 chúng ta có thể thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn bên trong. Câu 5, 6 là lý tưởng lên đường. Và câu 7, 8 đó là cái chết bất tử, cái chết bi tráng của những người lính Tây Tiến. Đấy, vậy thì chúng ta hiểu là vì sao chúng ta chia được ra như vậy. Bởi vì từng cặp câu á, nó có từng luận điểm rất là rõ ràng. Và nhìn vào hai câu thơ đầu tiên chúng ta phân tích nhé. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá sự oai hùng. Thầy sẽ phân tích đoạn này rất là nhanh bởi vì có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý này này. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc và quân xanh màu lá giữ oai hùng. Nó là một trong những câu thơ thể hiện cảm hứng lãng mạn rất là tài tình của tác giả. Và để làm nổi bật cảm hứng lãng mạn này, chúng ta làm nổi bật cho thầy hai cái yếu tố. Một là cái yếu tố hiện thực được nói đến của câu thơ. Hiện thực nhé. Và một yếu tố nữa đó là yếu tố lãng mạn hóa là gì? Hiện thực ở câu thơ này là gì nhỉ? À, đó là cái chữ không mọc tóc và cái quân xanh màu lá này. Vậy đây là hiện thực gì? À, hiện thực của những căn bệnh sốt rét rừng. Người lính Tây Tiến á, vì căn bệnh sốt rét rừng khiến tóc rụng, da xanh xao vàng vọt. Vậy đây chính là việc tác giả không hề né tránh những gian khổ khắc nghiệt của chiến tranh gây ra với những người lính Tây Tiến. Nhưng trong cái nhìn lãng mạn của tác giả thì sao nhỉ? À, chữ không nó gợi ra sự chủ động.
quân xanh màu lá, chữ giữ này, nó gợi ra sự dữ dằn của những người lính Tây Tiến. À vậy dù người lính hiện thực là ốm yếu, nhưng trong cái nhìn lãng mạn của tác giả, họ lại vô cùng kiên gan, vô cùng bản lĩnh, vô cùng mạnh mẽ. Vậy là chúng ta đã giải thích xong được cái diện mạo bên ngoài của người lính Tây Tiến, ốm nhưng không hề yếu đuối. Tiếp, người lính Tây Tiến không chỉ khắc họa ở diện mạo bên ngoài mà còn được khắc họa cả vẻ đẹp tâm hồn bên trong. Và vẻ đẹp tâm hồn bên trong được thể hiện ở hai câu thơ tiếp theo: mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Vậy thì vẻ đẹp tâm hồn được khắc họa qua hai chữ, đó là gì? Chữ mộng và chữ mơ. Mộng mơ đấy là tâm hồn rồi đúng không? Mộng qua biên giới là mộng gì nhỉ? À là mộng chiến công. Đấy nha, chúng ta phải hiểu như thế. Người lính Tây Tiến không bao giờ quên nhiệm vụ của mình phải làm, đó là những chiến công lập được. Và chiến công ở đây gửi qua biên giới có nghĩa là phối hợp với bộ đội Lào để giải phóng biên giới Việt Lào. Chúng ta hiểu nhỉ? Thế mơ về Hà Nội, chúng ta chú ý đây, cái chữ Hà Nội này nhé, đây là niềm tự hào về quê hương Hà Nội. Không phải rằng người lính nào cũng có thể nói với những hình ảnh thơ vô cùng ấn tượng và độc đáo thế này. Người lính Tây Tiến là những chàng trai xuất thân từ mảnh đất hào hoa, từ một mảnh đất nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, đúng không? Chính như vậy mà nói về Hà Nội đầy tự hào, đầy hãnh diện. Câu thơ ấy nó vang lên như là một niềm tự hào bởi những người lính vốn xuất thân từ mảnh đất phồn hoa. Và chúng ta có thể thấy là nói đến người Hà Nội nó có một cái nét vô cùng thiêng liêng, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào. Ca dao cũng đã từng nói rồi đúng không? Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Người Tràng An, người Hà Nội, đó là điều mà chúng ta thấy rằng chỉ cần được gắn mác là người Hà Nội thôi ấy, người của thủ đô văn hiến thôi ấy, đã thể thấy được cái niềm tự hào vô cùng rồi. Chính vì vậy mà người lính Tây Tiến mơ về Hà Nội, mơ về quê nhà, mơ về trong niềm tự hào về mảnh đất, về quê hương, về gia đình mình. Tuy nhiên trong câu thơ này thì chúng ta lại chú ý cụm từ dáng kiều thơm cho thầy. Dáng kiều thơm ở đây có rất nhiều cách hiểu. Dáng kiều ấy có thể hiểu là bà, là mẹ, là người yêu, là những cô gái, là những người con gái Hà Nội. Những người con gái Hà Nội với những dáng điệu thân thương. Và những dáng điệu ấy có thể là những tà áo, có thể là những mái tóc thề thơm mùi bổ kết, đúng không? Vậy dáng kiều thơm có thể hiểu ở đây là dáng của người con gái Hà Nội, vô cùng ấn tượng trong cách nhìn và cảm xúc của những người lính ra đi. Dáng kiều thơm còn có thể hiểu theo một nghĩa thứ hai, đấy chính là những vẻ đẹp của Hà Nội. Vậy cái dáng kiều ở đây chúng ta có thể hiểu là người, nhưng cũng có thể hiểu là vật. Có thể là con đường, có thể là hàng cây, có thể là mái phố, có thể là hồ Tây lộng gió, có thể là Hồ Gươm uy nghiêm linh thiêng. Tất cả đều có thể hiểu là những dáng đẹp, là những dáng kiều của Hà Nội. Nhưng dáng kiều thơm còn có thể hiểu theo một nghĩa khác nữa. Dáng kiều thơm, thơm ở đây phải chăng nó là mộc thơm, mùi thơm của giấy? Với những người lính mà xuất thân từ Hà Nội là học sinh, sinh viên ấy, thì những trang sách vở còn dở dang, những ký ức kỷ niệm về thời học sinh ấy, vẫn còn nguyên vẹn trong cảm xúc của những chàng trai. Nên nhà thơ Chế Lan Viên từng viết có một câu thơ rất là độc đáo mà thầy có nhớ là: trên trận tuyến những chàng trai 17 vẫn đọc kiều sau những phút giao tranh. Vậy thì họ mơ về dáng kiều thơm, phải chăng rằng họ đang mơ về chính cái tuổi hoa niên, cái tuổi học sinh ngây thơ trong sáng, cái thời cắp sách tới trường. Và các em đang là ở cái tuổi đấy, tuổi hoa niên, tuổi học sinh vô cùng trong sáng ấy. Vậy thì nói chung dáng kiều thơm đều là những cái dáng đẹp, đều là những ký ức kỷ niệm đẹp về Hà Nội. Và chính chữ mộng, chính chữ mơ, mộng chiến công qua biên giới, mơ về Hà Nội với dáng kiều thơm ấy, nó đã khắc họa ra được vẻ đẹp tâm hồn của những người lính trẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích tiếp cho thầy này. Giải rác biên cương mổ viễn xứ. Giải rác là từ láy nhé, được đảo lên đầu câu để tô đậm, để nhấn mạnh hiện thực của chiến tranh. Đó là gì nhỉ? Đó là những nấm mồ, có những cái chết, có những sự hy sinh của những người lính Tây Tiến trên dọc đường hành quân. Có những nấm mồ nơi biên cương phải chôn vội, chôn vàng. Nhà thơ đã nói hiện thực của chiến tranh rất khốc liệt, nhưng
Câu thơ này là một câu thơ sử dụng rất nhiều các từ Hán Việt. Chính sự sử dụng những từ Hán Việt này ạ, nó dường như đã làm giảm nhẹ đi cái sự bi lụy của chiến tranh, của những cái chết và những người lính Tây Tiến. Dù sự ra đi, dù sự hy sinh, dù sự mất mát ấy là vô cùng to lớn, là hiện thực trần trụi không thể giấu giếm, nhưng chính những từ Hán Việt cổ kính và trang trọng này nó đã làm cho người lính Tây Tiến chết trong ánh hào quang giống như là những tráng sĩ thuở xưa. Đặc biệt chúng ta chú ý lại cái câu chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, một câu thơ đầy khẩu khí, nó mang cái khẩu khí của những chàng tráng sĩ thuở xưa. Và chính câu thơ này nó nổi bật lên cái lý tưởng, chúng ta chú ý nhé, lý tưởng của những chàng trai trẻ chẳng tiếc đời xanh, khẳng khái, không tiếc đời trai trẻ. Họ ra đi vì lý tưởng, vì cuộc kháng chiến chung của dân tộc, chứ họ không tiếc nuối. Đó chính là lý tưởng sống của cả một thời. Và cái lý tưởng này được khắc họa đến rất rất nhiều lần, được khắc họa không chỉ trong bài thơ này mà còn được nói đến trong vô vàn các bài thơ của những nhà thơ trong những năm kháng chiến đánh Pháp. Chúng ta có thể thấy trong Việt Bắc có, trong bài thơ Sóng ngay như sau này của nhà thơ Xuân Quỳnh, những khẩu cuối làm sao được tan ra, đúng không? Thầm thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Đó cũng là lý tưởng hòa cái tôi cá nhân của mình trong cái ta của cộng đồng. Đó chính là sự dâng hiến của cá nhân, của tình yêu đôi lứa, của bản thân mình hòa chung trong tình yêu Tổ quốc, để cho tình yêu ấy, lý tưởng ấy, con người ấy sẽ bất tử và sống mãi. Vậy thì ở đây thầy đang nói cái vấn đề là lý tưởng của người lính Tây Tiến được khắc họa ở hai câu 5-6. Và người lính Tây Tiến còn được khắc họa trọn vẹn nhất qua cái chết. Vậy hai câu thơ cuối là hai câu thơ khắc họa cái chết nhé. Nhà thơ không né tránh, không giấu giếm điều ấy, đúng không? Chính vì vậy ông đã viết áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Chúng ta phân tích cho thầy chữ áo bào. Áo bào ở đây thực sự nó là gì nhỉ? Là cái áo rách, áo nâu sòng, áo mặc hàng ngày của những người lính Tây Tiến ấy. Vậy áo bào thay chiếu, người lính ngã xuống, người lính chết đi, có áo quan hay là có chiếu đắp thay không các em? Không, đúng không? Mà chỉ có cái tấm áo mặc hàng ngày thôi. Chiếc áo nâu một đời vá rách, đêm cuối cùng anh gửi lại cho con. Trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu, nhà thơ Chế Lân Viên từng nói về tấm áo ấy. Tấm áo sờn vai, tấm áo bạc màu sương gió, tấm áo ấy có thể là áo rách, có thể là áo vá bình dị, nhưng trong cái nhìn lãng mạn và bay bổng, Quang Dũng đã gọi nó là áo bào, áo của vua chúa. Anh về đất, đây là hiện thực là người lính đã ra đi nhé. Vậy thì trong cái nhìn của tác giả, không né tránh hiện thực của chiến tranh, nhưng lại khoác lên đó cái lý tưởng, cái sự bi tráng, và với nghệ thuật nói giảm nói tránh khiến cho những người lính Tây Tiến mang trong mình không chỉ là hiện thực khốc liệt mà nó mang cả những dáng dấp của những tráng sĩ oai hùng thuở xưa, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Và hình ảnh anh về đất đây cũng là một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Chúng ta chú ý nhé, anh về với đất mẹ. Và trong cái nhìn của tác giả, người lính Tây Tiến dường như đã hoàn thành xong sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc, mà người mẹ đất giao phó, và đến bây giờ các anh lại trở về trong vòng tay yêu thương của người mẹ đất, của người mẹ Tổ quốc, đúng không nhỉ? Và Tổ quốc, đất nước sẽ mãi mãi ghi ơn, nhớ ơn các anh. Và trước sự ra đi ấy, dòng sông Mã gầm lên khúc độc hành. Chúng ta có thể chú ý là nhà thơ đã mượn âm thanh của dòng sông, của thiên nhiên, của hồn thiêng Tây Bắc để nói lên lời từ biệt, để nói lên lời ngợi ca những người lính Tây Tiến. Khúc độc hành, nó giống như khúc hát bi tráng, đau thương, uất hận. Nó giống như một lời thù hận, một lời trả thù, một lời rửa thù của thế hệ sau, của những người đồng đội với những người đã khuất. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rất rõ, tóm lại cả đoạn 3 này nhé. Với một giọng điệu chủ đạo là trang trọng,
đã thể hiện tình cảm đau thương vô hạn cũng như sự trân trọng kính cẩn của nhà thơ trước sự hy sinh của những người đồng đội. Đoạn thơ với cảm hứng lãng mạn, ngòi bút sắc sảo và táo bạo đã khắc họa được hiện thực của chiến tranh. Đó là những cái chết, đó là những sự hy sinh. Nhưng nhà thơ đã khắc họa nó trong sự bi tráng, trong sự hào hùng. Đoạn thơ không hề né tránh giấu giếm những mất mát đau thương, nhưng tự chung lại sáng ngời lên vẫn là vẻ đẹp hào hùng. Đó là bức tượng đài rất khó quên, đúng không? Một bức tượng đài của cả một thời kỳ lịch sử oai hùng. Đó là bức tượng đài về những người lính bộ đội Cụ Hồ. Rồi, và chúng ta chú ý cho thầy còn lại cái đoạn cuối này nhé. Đoạn cuối này thì khả năng đề thi nó ít vào, nhưng thầy cũng sẽ tua qua thật là nhanh để cho chúng ta hiểu về đoạn cuối. Đoạn cuối của bài thơ Tây Tiến này: Tây Tiến người đi không hẹn nước. Vậy người đi ở đây là ai? À, là những người lính Tây Tiến, đúng không? Họ đi, họ gia nhập binh đoàn Tây Tiến ấy. Họ ra đi chiến đấu, họ không hẹn ngày trở về. Đấy là điều đương nhiên. Đường lên thăm thẳm một chia phôi, con đường lên với Tây Bắc. Nghiễm nhiên chúng ta phải hiểu là xa Hà Nội, chia cách với Hà Nội, chia cách với quê hương. Nhưng nó còn có thể là cái chết, sự sống với cái chết, chia cách nhà thơ, chia cách những người chiến sĩ bộ đội với cả hiện thực. Đây là điều mà nhà thơ không né tránh. Họ ra đi và họ hiểu, cũng giống như là chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh vậy. Đều là những chàng trai, đều là những cô gái, đều là những người ở lứa tuổi 18 đôi mươi trong những năm kháng chiến. Họ đều hiểu hết. Có những cái chết, có những người lại chưa kịp yêu một người con gái, khi ngã vào lòng đất vẫn là con trai. Đấy là hiện thực của chiến tranh. Đấy, hiện thực của làng trên xóm dưới, con gái con trai lớp lớp theo nhau lên đường chiến đấu. Họ hiểu được chiến đấu mà họ hiểu được chiến tranh, ra đi có khi không hẹn ngày trở về. Nhưng quan trọng nhất ở đây, đấy là lý tưởng. Và lý tưởng ấy được tụ lại trong hai câu cuối: ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy. Ai không cụ thể nhưng ngầm để khẳng định đó là những người đồng đội Tây Tiến. Mùa xuân ấy là mùa xuân thành lập binh đoàn Tây Tiến. Thì hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Hồn có hai cách hiểu, có thể là tâm hồn. Tâm hồn chúng ta hiểu là gì? À, là người sống. Nhưng linh hồn, à, đây lại là người chết. Vậy thì dù là người còn sống hay là người đã chết, thì họ đều gửi chọn về với sầm nứa. Đây là một địa danh của Lào nhé. Sầm nứa hay còn gọi là sầm nưa, một trong những vùng đất giải phóng đầu tiên của lực lượng kháng chiến Pa Thét Lào ở Thượng Lào. Vậy thì cũng vẫn giống như là nhạc về Viên Chăn Xe Hồn Thơ vậy. Tâm hồn của họ, linh hồn của họ đã dành chọn cho mảnh đất này, cho vùng quê này. Và đây cũng là những câu thơ vừa là khẳng định lý tưởng, nhưng nó vừa là để thể hiện được điều gì nhỉ? À, khẳng định cái tình hữu nghị Lào Việt gắn bó trong những năm kháng chiến. Rồi, ok, như vậy là thầy đã hướng dẫn qua cho chúng ta về bài thơ Tây Tiến. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng chia sẻ video này về tường của mình nhé, để rồi chúng ta sẽ tiếp tục cùng với thầy ôn cho những bài thơ tiếp theo. Và hy vọng rằng những buổi sau thì thầy sẽ cùng với chúng ta ôn tiếp bài thơ Việt Bắc. Chúng ta cứ lần lượt, mỗi một ngày chúng ta sẽ giải quyết một bài. Mưa dần sẽ thấm lâu. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ nắm bắt được, quan trọng nhất đó là nội dung văn bản và hiểu được kỹ năng phân tích. Và buổi sau thì thầy sẽ cùng quay lại với chúng ta với bài thơ, cụ thể là các đoạn thơ của bài Việt Bắc nhé. Rồi, bây giờ thầy sẽ dừng live stream ở đây. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ về và tác thêm các bạn vào để cùng ôn. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong một vài ngày cuối này nữa thôi. Biết đâu bất ngờ, biết đâu may mắn, biết đâu thuận lợi và thành công sẽ đến với những con người chăm chỉ như chúng ta, đúng không nhỉ? Rồi, ok, bye bye tất cả các em nhé. Và giữ sức khỏe và ôn luyện thật tốt. Chúc cho tất cả chúng ta đều thành công và may mắn. Thầy sẽ dừng live stream ở đây. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ về tường của mình để có thể ôn lại nhé. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Chào Lý Mạnh Hùng này, chào bạn Đăng Quyết, chào Nguyễn Thái. Chào anh Ngọc, sắp thi rồi, cố lên nhé. Chào Nguyễn Thái, cùng chăm chỉ, cố lên. Thầy dừng live stream tại đây đây. PP các em nha. Cảm ơn Nguyễn Nam nhé.